động vật lý lên người nhà sư vì cho rằng bị sàm sỡ, nữ diễn viên có thể mất sự nghiệp. Cộng đồng mạng diễn viên Miru Namaga lên tiếng sau khi xuất hiện đoạn video chứng minh nhà sư Lama không hề đụng chạm cô nữ diễn viên người Nepal Miru Namaga ra được truyền thông trong và nước chú ý. Việc nữ diễn viên này tát một nhà sư tên Phu Bata mang vì cô nghĩ rằng nhà sư nhân cơ hội đám đông vây kín để đụng chạm cơ thể của mình. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn sỉ nhục nhà sư này tại chốn đông người. Cảnh sát đã có mặt điều tra và giam giữ nhà sư tạm thời. Truyền thông đưa tin nhà sư đã xin lỗi Miruna trước khi được tại ngoại vào ngày 31 tháng 5. Và Miruna đã chấp nhận lời xin lỗi từ nhà sư và hứa không truy cứu sự việc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến toàn bộ cộng đồng Phật giáo, bao gồm các nhà sư và Lạt Ma, vì làm ảnh hưởng tiêu cực không đáng có. Nữ diễn viên cũng đính chính rằng phản ứng của mình là bình thường khi bị quấy rối giữa chốn đông người. Câu chuyện được khơi dậy sau đó, khi có một đoạn clip đã minh oan cho nhà sư bởi vì, trong đoạn clip, có một người đàn ông khác cố tình lợi dụng đám đông để sàm sỡ Miruna. Vì nhà sư đi gần đó nên vô tình bị nữ diễn viên hiểu lầm là người đã đụng chạm cơ thể mình. Khi sự thật được phơi bày, đã có nhiều nhà sư và người ủng hộ tại Sikkim, Ấn Độ đã đòi công lý cho nhà sư bị vu oan. Bên cạnh đó còn yêu cầu tẩy chay cũng như ngừng chiếu bộ phim Kabaji 4 do nữ diễn viên đóng vai chính, thậm chí có người còn xé poster phim của nữ diễn viên này tại nơi công cộng. Cộng đồng mạng rất phẫn nộ khi để lại lời bình như sau: đúng là nhà sư đã đạt đến cảnh giới cao nhất của người tu hành, vu khống cho mình thì mình cũng cứ xin lỗi, nhưng không cần phải thanh minh với bất kỳ ai vì mình không làm gì thì lương tâm mình không cắn rứt và không thấy có lỗi trước Đức Phật. Ai đổ thừa cho mình thì họ đã tự tạo nghiệp và sẽ phải trả theo luật nhân quả mà thôi. Tội nghiệp nhà sư, ông ấy chả làm gì mà tự nhiên bị xúc phạm, đổ lỗi lên chính mình. Tôi nghĩ mất sự nghiệp là cái giá rất xứng đáng cho kẻ xúc phạm danh dự, đổ lỗi lên người khác. Vị sư này làm đúng với một vị sư chân chính. Tôi thấy cái kết này quá xứng đáng cho nữ diễn viên này luôn ý. Người ta đã tu rồi còn không tha. Bản tin của kênh tin tức ngày hôm nay xin khép lại. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và ủng hộ. Xin hãy bấm nút đăng ký và chia sẻ để nhận được những tin tức mới nhất trong ngày bạn nhé.